Lý do Trấn Thành khóc vì anh Tú A Tớt dương đồ mic. Những tiết mục trong Anh Trai Say Hi ở Live Stay 4 đã chạm tới cảm xúc của Trấn Thành và đông đảo khán giả. Tập 10 của Anh Trai Say Hi lấy đi nước mắt của nhiều khán giả vì ca khúc hát về tinh thần dân tộc và tình mẫu tử thiêng liêng. Ở bảng thi đấu A, nhóm của Eric đấu với nhóm của anh Tú A Tớt. Ở bảng B, nhóm của Rider đấu với nhóm của Hurricane. Đội của Eric thể hiện ca khúc Anh Trai Nước Việt cùng với sự góp mặt của Đức Phúc, Jason, Hùng Huỳnh và Quân AP. Tiết mục được dàn dựng hoành tráng với 50 vũ công, trang phục của các ca sĩ được lên ý tưởng đồng điệu, lấy cảm hứng từ cổ phục. Ca khúc mang thông điệp thể hiện niềm tự hào quê hương đất nước Việt Nam gây xúc động. Ngoài ra, sự trợ giúp của những ca sĩ bị loại từ các vòng thi trước là Nicky, Đỗ Phú Quý, Phạm Anh Duy, Phạm Đình Thái Ngân và Lưu Hoàng bất ngờ xuất hiện, giúp tiết mục lấy được cảm xúc mạnh mẽ từ khán giả. Hội ngộ cùng các thí sinh từng bị loại, MC Trấn Thành không kìm được nước mắt vì xúc động. Theo đội trưởng Eric cho biết, tiết mục thứ hai đó là ca khúc Bao Lời Con Chưa Nói của đội anh Tú A Tớt. Phần trình diễn được thể hiện bởi anh Tú A Tớt, Dương Đô Mix, Song Luân, anh Tú Voi Bản Đôn, Quang Trung cùng khách mời đặc biệt nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Bài hát do Dương Đô Mix sáng tác lời mới. Bài hát ca ngợi và thể hiện tình cảm dành cho mẹ. Những vật dụng mà các nghệ sĩ mang lên sân khấu là những món đồ gợi nhắc về hình ảnh người mẹ của họ. Ca từ da diết sâu lắng của Bao Lời Con Chưa Nói chạm tới cảm xúc người nghe. Sau màn trình diễn kết thúc, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân gọi tên từng thành viên trong nhóm của anh Tú A Tớt và khen các ca sĩ trẻ đều tài năng. Dương Đô Mix cho biết, vì vắng nhà lâu ngày, khi nghe nghệ sĩ Kim Xuân gọi anh bằng tên thật là Đăng Dương, anh bật khóc vì nhớ mẹ. MC Trấn Thành cũng nghẹn ngào rơi nước mắt. Khi nghe chị Kim Xuân gọi Dương Đô Mix là Đăng Dương, tôi thật sự xúc động. Dù có đi đâu, dù mình có là ông này, bà kia với tên gọi nào đi chăng nữa, thì chỉ có gia đình mới gọi mình bằng tên gọi thân thương như vậy. Trấn Thành xưa nay nổi tiếng dễ khóc, anh còn có biệt danh là Thành Cry. Tuy nhiên, tại Anh Trai Say Hi lần này, Trấn Thành được khen ngợi đã tiết chế được cảm xúc cá nhân, đồng thời khéo léo dẫn dắt, kết nối các thành viên với nhau. Cách dẫn dắt vừa hài hước, nhạy bén, vừa động viên cổ vũ của Trấn Thành đã góp phần làm nên thành công cho Anh Trai Say Hi. Là người làm nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực, Trấn Thành luôn đặc biệt dễ xúc động trước những tiết mục đặc sắc lấy nước mắt. Lần này dù lại khóc nhưng Trấn Thành không còn gây tranh cãi. Anh được ví như anh trai thứ 31 của Anh Trai Say Hi. Nếu không có Trấn Thành, chương trình không thể có sức hút như hiện tại.